mới có 16 tuổi mà đã đau lưng rồi đó. Ở nhà ngồi nhiều quá. Ở nhà ngồi nhiều à? Em hóc môn nghe khúc nào? Khúc nào có hóc môn? Nghe Nguyễn Thị Thảnh. Nguyễn Thị Thảnh à? Chị biết Sông Bành Thái Tớ không? Có chứ. Chị hồi xưa dở bên đó mà. Nó qua đây gần mà em. Dạ đúng rồi. Không xa. Cháu ruột vậy là hôm bữa đám bác là cũng bà nội em luôn hả? Dạ. Bà nội em. Em mình như nằm xuống nó khó chịu. Ừ, đáng xí à. Em nhắm. Bên này nhá, nhanh hơn bên kia. Đừng nhúc nhích làm gì. Cảm ơn. Bởi vì đi ngang ngay chỗ đó luôn có cái vụ đụng xe em thấy không ta? Bữa em có đó không? Gì chị? Ngày trước đám luôn á. Dạ có, dạ có. Em có chụp lại. Có sao không? Em kiếm nhập viện rồi, không biết có sao. Đụng ống bay luôn mà. Ừ, bữa chị vừa mới đi ngang là chị thấy đụng xe. Tính ra đám nhà mình lâu ha. Dạ, một tuần. Một tuần luôn hả? Dạ. Thiên còn đi học không Thiên? Em nghĩ hả? Nghĩ em. Kiếm nghề gì học thôi. Dạ. À, theo mấy cô nhà cô chú làm quá trời, công ty quá trời. Dạ. Không có thiếu việc đúng không? Quan trọng có thích làm không? Có chuyện gì nữa trời. Tí xíu nữa em cố lên. Chị di chuyển nhiều chỗ cho dễ chịu ha. Nó gùng mình luôn. Tự nhiên nay nằm nhất dưới. Thường khó luôn. Tâm lý á, thả lỏng. Thả lỏng nó bị á. Em lần đầu tiên luôn á. Anh kia anh cũng nhát đau mà anh nằm thấy thương. Mà cũng sắp xong rồi. Ráng đi chị cho lấy kỹ nha. Bây giờ mình có lấy chén không vậy? Không, chén ít lắm nha. Tráng nếu như mà em có chịu qua tráng chị để dành được sao cho em ha. Mình tập trung mình lấy hai cái má cho nó láng bước nè. Má bên này xong rồi còn bên đây thôi. Ừ, là xong rồi đó. Nằm khó chịu quá. Ảnh còn nhỏ xíu xíu mà anh đã khó chịu rồi, thiệt lớn không biết làm sao luôn á.
chưa lấy điện thoại, đặt cái chuông gì kỳ. Chuông điện thoại của cưng hả? Ai đặt? Anh. Sao điện thoại của mình mà lại có ông anh nằm trong đó? Ông mượn nhá. À. Có mấy cục siêu to luôn mấy em. Đau quá chị ơi. Sắp xong rồi em ơi. Ráng cho chị xí xí nữa. Hủ xong rồi. Cưng tí xíu nữa là không xong. Lần sau mặc áo giáp quá không? Không. À, nếu như mà em nhát đau á, lần sau á chị sẽ ấy tê cho mình luôn. Ông bên kia cũng cà khịa. Ông bên kia cũng cà khịa. Nếu mà em nhát đau, lần sau chị có tê cho em luôn. Nên là mình không có bị đau. Ok ha. Tại lần đầu tiên á, chị muốn làm cho kỹ kỹ một xíu. Ráng xí nữa nha, đừng nhúc nhích nha. Mỹ Thi nhát đau vậy luôn á. Em sợ đau. Em sợ đau lắm rồi. Nãy giờ quảng cáo là chị Dung UT cho này. Nói chung là bạn nào chịu được thì chị Dung lấy. Còn bạn nào nhát đau cứ nói chị. Chị hỗ trợ chứ ha. Mình không có lo. Chị Dung di chuyển tùm lum chỗ cho em luôn á, cho dễ chịu. Hôm nay người khó chịu quá. Chị Hiếu là chị Hiếu đăng ký là khách quen của chị á, đăng ký hai đứa là được xuất trị một miễn phí đó, nên là phải ráng. Chị hỗ trợ cho mấy bạn được những cái suất miễn phí này là phải trị cho hết mụn nha. Ừ, chị hết. Chị cho nó hết rồi, mốt nó bị lại không chị? Nếu mà nó bị không bị lại là không có, lâu lâu phải nôn một vài cái thôi. Quan trọng là mình để cho cái da mình đừng bị sẹo á nha. Cái giờ nó vài bữa nổi một vài cái này không trị thì mới mốt mặt sẹo hết. Nếu mà nó nổi một vài cái ở nhà tự nặng ha? Thì thích thì ra xì ba nặng. Nhà nặng không vệ sinh ok, đôi khi nó dễ nhiễm trùng lây mụn. Nổi có một cái chị ơi nặng như cục mụn. Khó ha. Thank you.